nói dối mang thai, mổ bụng hàng xóm cướp con. Luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác dù mình đang mang thai đến tháng thứ 8, Savannah Gregory ở North Dakota, Mỹ, không ngờ lòng tốt lại chính là điểm yếu dẫn đến cái chết bi thảm của mình. Mang thai đến tháng thứ 8 và chân luôn đau nhức, nhưng vì từng là hộ lý, Savannah sẵn sàng giúp đỡ khi được người hàng xóm sống ở căn hộ tầng trên Brook Hills nhờ lên làm mẫu cho những bộ đồ mà chị ta may. Hôm đó, 19 tháng 8 năm 2017, Savannah vừa đặt pizza cho bữa trưa thì nhận được lời đề nghị giúp đỡ của Brooke. Cô nhắn tin cho người nhà rồi y ạch đi lên tầng. Đứa bé là con đầu của cô với người bạn trai Aston Metheny. Savannah không thể ngờ đến âm mưu đang chờ mình. Vì muốn duy trì quan hệ với bạn trai William Howell, mà Brooke đã nói dối mình có thai. Trong suốt nhiều tháng, Brooke đã cho bạn trai xem những bức ảnh siêu âm mà cô ta lấy về trên mạng. Xong, bí mật sẽ bại lộ nếu đến ngày sinh nở mà cô ta không có một đứa bé. Savannah biến mất sau buổi chiều hôm đó, còn Brooke khai với cảnh sát là cô đã ra về sau khi làm mẫu xong. Nhiều ngày tìm kiếm vô vọng trôi qua, cảnh sát nghi ngờ và xin được lệnh khám căn hộ của Brooke. Họ tìm thấy một đứa trẻ sơ sinh. Ban đầu, Brooke khai Savannah đã sinh con tại đó và cho chị ta đưa bé trước khi bỏ đi vì không muốn tiếp tục quan hệ với Aston. Tuy nhiên, hơn một tuần sau, thi thể Savannah được tìm thấy trong một túi nhựa ở Red River với một vết cắt kéo dài từ hông trái sang phải. Brooke thừa nhận vì muốn cướp đứa bé nên đã gây chuyện cãi vã với Savannah. Sau đó, đánh ngất cô và dùng dao mổ rạch bụng cô gái 22 tuổi lấy đứa bé ra. William sau đó cũng bị bắt với bạn gái vì biết chuyện nhưng không báo cảnh sát dù không tham gia việc vứt xác. Tháng 2 năm 2018, Brooke nhận án tù chung thân không ân xá vì tội bắt cóc và giết người. Cô ta không kháng án vì tự nhận thức được tội ác khủng khiếp mà mình đã gây ra. Hiện bé Hesley đã 16 tháng và biết gọi mẹ khi nhìn vào bức ảnh của Savannah. Cô bé sống cùng bố Aston và khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý, đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Thám TV, 2 ngày một số vào lúc 21 giờ. Hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc Thám TV. Những uẩn khúc chưa lời giải, những âm mưu chưa từng hé lộ, những sự thật đang bị che giấu, tất cả sẽ có tại Độc Thám TV.